Bạn muốn làm giàu? Lấy ngay Saver88.me. Hệ thống chất lẻ Momo uy tín, thanh toán tự động 5 giây. Tắt 1 ăn 2,5, tỷ lệ ăn cao nhất thị trường. Đường link mình để dưới phần mô tả nha. Dâu, bà con sầu. Chào mừng năm sau anh em quay trở lại cùng em Minzy trong series bình luận PK lên server. Và đây là Minzy Fake từ server US. Chúng ta có chế độ S Element Inherit, chế độ sầm mắc anh em nhé. Đừng quên 3 khung giờ ngày của chúng ta, 11 giờ, 15 giờ, 19 giờ, nhấn mạnh luôn cả 3 khung giờ. Vì hiện tại bây giờ 3 khung giờ đang rất đầy đủ rồi. Ngoài ra anh em yêu quý mình có thể like và subscribe kênh DM YouTube này để theo dõi những thông tin mới nhất. Rất nhiều những video clip được cập nhật và update thường xuyên trên kênh DM YouTube này. Anh em nhớ theo dõi và ủng hộ cho em Minzy trên cả hai kênh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên trong clip này. Và đối thủ đầu tiên của chúng ta sẽ lộ diện ngay sau đây mà thôi. Ai sẽ đối thủ đầu tiên? Đó chính là Tanu của server S76. Có... ôi lâu lắm mình nhìn thấy Teiko mà lại không xuất hiện. Sự xuất hiện của ai nhỉ? Lâu lắm nhìn thấy Teiko mà lại không thấy có sự xuất hiện của Terry nha. Không có con vệ nào dành cho bên kia để đánh tam hệ luôn anh em ạ. Đáng sợ thật. Không có vệ đánh tam hệ luôn. EC là ganh hay tanh vậy? À nó vẫn là tanh nhỉ. Máy nó còn có tanh EC. Máy là vẫn còn con EC đúng không? Không là không biết tam hệ là cái gì luôn. Rồi, vậy chúng ta đã xong đội hình của chúng ta. Vậy là chúng ta đã xong đội hình chúng ta. Vậy là chia tay sau bao ngày phải đắng cay. Vậy là mang kèn, có mang kèn không kèn không. Mẹ bại huyết thốn thật. Mẹ nội tại khi sắp tới một nơi đấy. Chơi lại. Rồi chưa? Bắt đầu. Ai chơi lại nữa? Quyền
Quá. Cũng ngất rồi anh em. Không chống lại được. Sức sát thương lớn quá. Vậy là chia tay với em mình gì phát ra. Chúng ta đã surrender. Mắt mình có gì đấy nhỉ? Surrender rồi. Không thể chống lại được tờ nu đến từ server 76. Cùng đến với game đấu tiếp theo nào. Zack của server 33. Đây à, Hatari. Má vẫn cứ combo này nhỉ. Sầm mắt nó lanh quanh vẫn chỉ mấy con này. Cứ Terry. Terry, Terry. Nó chỉ thật sự. Hatari đấm rồi thì cũng muốn khóc. Con nào gây hiệu ứng lên nữa. Chỉ là Terry. Nhưng chúng ta không thể nào làm được gì đâu. Lấy tí mai đi. Nhá hàng ấy, nó lấy luôn ấy. Thật sự cay. Ôi chết rồi, chả con đả nào ạ. À mày quá. Ơ, à có con chọi ạ. Có con chọi ạ. Lại chán sống lại đúng rắc. Nói tôi có hồi sinh ấy. Ê, đánh không lên nộ. Bịp thật. Mày hồi sinh ngộ ra với nó xin phải. Ờ, đúng bài rồi. Đúng là ý trời rồi. Đây thì đúng là ý trời rồi anh em ạ. Chạy không khỏi nắng rồi. Đúng là ý trời rồi anh em ạ. Ý trời khi thưa mà khó lọt. Khi lọt mà lại khó thưa. Khi thưa mà lại khó lọt. Đúng không? Bảo ý trời rồi thì chạy đâu có phải nắng rồi anh em. Ý trời rồi. Mọi mình đang đánh được trong chế độ sông mắc có tư chất 15 không cho vào. Thật sự là ngáo luôn, thật sự nha anh em. Mà đúng quá ngáo. Chúng ta cùng đến đến tiếp theo này. 1-0, à không phải 1-0 mà 1 đều. Chúng ta cuối cùng cũng đã có chiến thắng đầu tay cho Muji Fake rồi. Kanapapa đến từ server 82. Có phải Tariko Maxima Kula. Khó nhỉ. Có phải là những thịt Kula không tương bán. Mà không lấy Kula thì không được. Mà để Maxima với ca phẩy nó combo thì cũng khóc. Nói chung là lại cũng pick trước lại thế anh em. Pick trước là trọng tướng ngon hơn. Nó lanh quanh chỉ mấy con này thôi. Mà con ngon nhất chắc là con Tay rồi. Chắc không con nào ngon hơn những con đấy được nữa rồi. Benny, Benny. Mẹ hai con Benny.
cứ thấy mình nhái con nào nó tích con đấy mất nhỉ, cay nhỉ. Kịp hít chết chứ anh đông cái gì nữa, cả phải nguyên nội tại nói ứng vào người cao phải thôi. Mẹ anh chỉ ăn được quả tên liệt cho mày ra được cứu rồi. Không cứu được, tên liệt cũng về nội tại thì cũng không cứu được. Úi giời ơi, chính thức ngài cứu anh em. Chính thức là ngài cứu. Cứu rồi.
Xin đấy, tên liệt dùng em với. Vãi bè nì ạ, xin anh ấy. Xin anh bè đi ơi, hãy tê liệt dùm em. Cấp 10 rồi, thằng ấy cấp 9 rồi à, bỏ mẹ. Cấp các bạn nói sai. Ôi, đéo dùng nữa. Mình biết là Maxima bắn cực kỹ giảm nổ, đây là không dùng nữa. Thế thôi, đánh nhẹ. Rất nhẹ. Quả cuối mới lên Final Fix ấy ạ. Anh hy vọng mà lên Final Fix lâu lắm rồi mà mày không lên. Mày đến quả cuối mà mới lên, thật sự là anh mất niềm tin vào mày quá bè đi ạ. 98 VN, min 0 giây, đến từ 104. Chúng ta có Miku, wow, lâu lắm mới thấy một game không có tư chất 15 của server US. Collect ngay, đến đây lấy Collect này nha. Con nào hồi sinh không nhờ? Không bây giờ, không có con nào hồi sinh. Không có con nào hồi sinh ở đây à. Lấy Miku à. Không có nào hồi sinh nha mọi người. Lấy Clef mà không lấy Chin à. Khi mà mẹ nhìn hơi thiếu đạo nhỉ. Ơi thiếu đạo mà ấy. Lại nhà hàng cửa lép cho nó lấy. Hơi thiếu đam đấy. Không có nào hồi sinh mà đòi thắng được game này á. Ảo tưởng à. Đẩy con nào lên không? Không đẩy à? Không đẩy thì cũng chết, mà đẩy thì cũng chết thôi. Vào tầm ngắm hết rồi. Vấn đề con Leona kìa. Vấn đề con Leona kìa. Kỹ tâm vào đấy. Chà, có gì phải vội vậy. Chà, có gì phải vội cả, đúng không? Nghĩ tôi nhử, tôi lại không nhử. Ê, hay. Chết Leona thì còn gì đâu. Nghe đấy. Hồi lửa nút chim em, không biết. Đấy à. Nghĩ tôi bỏ qua rồi. Nghĩ tôi bỏ qua rồi đấy.
không thèm nhử nữa anh em, đánh thưởng luôn. Nghĩ ít thôi. Quyết đến từ 98VN, mid không rơi. Đó là chiến thắng của MNG phá kè rồi. Chúng ta cùng đến với game đấu tiếp theo này. Đối thủ tiếp theo chúng ta sẽ là ai? Đó là Zero V59 của server 35 Major Cafe Maxima Terrico. Mình chở hơi sai nha. Đại nam lan rộng. Chặt tốc độ chảy máu à, hồi máu soi ngày trước mà em ấy chờ cả quanh này đầu mẹ cả phải học chiều thốn quá. Bây giờ nó mới chơi combo à? Ta phải đứt hơi luôn vậy. Đứt hơi rồi anh em ạ. Chết bằng... không chết con Terrico kìa. Không đủ phát đánh để giết con Terrico đánh đấm gì nữa anh em.
Em game rồi. Chính thức nằm rồi. Chính thức nằm từ đây rồi. Còn gì để cứu nữa đâu. Ok, clip này mình xin phép tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em sau cú tông này. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho mình cũng như xem bình luận để đại diện xem vào nhé. Thank you và surrender quit.